trận đấu thực nghiệm, kịch tính, hồi hộp, bùng nổ. Tình yêu là mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nó hơn cả đam mê khi mà bạn sẽ dành tất cả tình cảm và tâm trí để nghĩ về. Tình yêu mang lại sự quyết tâm, kể cả việc vượt qua được những nỗi đau thể xác, và cũng rất dễ dàng để lan tỏa cho nhau. Dù bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào, tình yêu giúp chúng ta lắng nghe được nhịp đập của trái tim. Tình yêu mang lại động lực để phá bỏ giới hạn của bản thân. Là cùng nhịp, là hết mình, là chia sẻ, là niềm vui, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả niềm tự hào. Với chúng tôi, bóng rổ là tất cả. Bóng rổ là tình yêu. Chúng ta đã trải qua hai trận đấu đầu tiên của vòng thực nghiệm phân loại giữa những đối thủ rất cần tài cần sức, và ngày hôm nay chúng ta đến với trận đấu thứ ba, trận đấu giữa đội bóng Đà Nẵng Dragon gặp các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khác so với lần gặp nhau gần nhất cách đây khoảng 4 tuần khi mà Đà Nẵng Dragons đã giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam với cách biệt lên đến 26 điểm, thì hôm nay đội tuyển Việt Nam đã có những bước tiến rất lớn, đặc biệt là về lối chơi khi mà thầy trò huấn luyện viên Kevin Jerkus đã thắng 3 trận trong 4 lần ra sân gần nhất, thành tích cực kỳ ấn tượng. Trong chiến thắng gần đây nhất của Đà Nẵng Dragon thì có lẽ một lần nữa cái tên Akin Scott lại phải khiến người ta nhắc đến khi anh đã có 33 điểm 14 tình huống bắt bóng bảng và 3 được kiến tạo cho những người đồng đội mình ghi điểm. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam họ đã có một chiến thắng cực kỳ nhẹ nhàng trước một Hồ Chí Minh City Wings không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Nguyễn Minh Tôn chơi xuất sắc nhất đội với 20 điểm, 4 assist và đặc biệt là 8 steal, một con số cực kỳ ấn tượng đến từ hậu vệ này. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có một phong độ khá cao trong những trận đấu gần đây và họ đã có 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất. Tuy vậy khi bước vào giai đoạn phân hạng này thì cần có một thủ lĩnh thực thụ về mặt tinh thần và lối chơi kiểu này. Thi thoảng chúng ta thấy Justin Young đảm nhiệm vai trò này, nhưng một số trận khác chúng ta lại thấy được một vài cầu thủ nổi lên như là Dư Minh An hay là Nguyễn Minh Tôn. Tiếp đến đó chính là họ cần phải phát huy được tối đa sự đồng đều trong đội hình. Rõ ràng đội tuyển quốc gia Việt Nam là những lựa chọn tốt nhất của ông Kevin Jerkus về từng vị trí của mình. Vì vậy tất cả các cầu thủ, kể cả những cầu thủ đánh chính lẫn cầu thủ dự bị, cần phải phát huy tối đa được những khoảng thời gian mình có ở trên sân, đặc biệt là những hàng bên của ông Kevin Jerkus. Và cuối cùng là làm thế nào để họ có thể giới hạn được Akin Scott, và có lẽ bài toán Akin Scott là họ đã được trải qua ở ngay trận đấu đầu tiên của mình tại VM này. Không chỉ có Akin Scott, Đà Nẵng Dragon sẽ còn có một Chris Carter vượt trội về mặt thể hình nếu như so sánh với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Nếu như Akin nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ các cầu thủ thì Carter sẽ có nhiều khoảng trống hơn để thi đấu, đặc biệt là tận dụng sức mạnh cũng như chiều cao để tấn công vào khu vực dưới rổ. Bên cạnh đó thì ném 3 điểm đang là một trong những thế mạnh rất lớn của Đà Nẵng Dragon khi họ đứng thứ 2 trong 8 đội bóng tại VBA về tổng số quả 3 điểm thành công. Ngoài ra ông Phan Thanh Cảnh vẫn còn rất là nhiều tay ném, chẳng hạn như là Michael Soi hay là Tô Quang Trung hay là Triệu Hán Minh. Đây là một nguồn điểm rất lớn mà các thủ Dragons hoàn toàn có thể tận dụng. Và tính đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đang có hàng công đứng cuối trong số 8 đội bóng. Đây là cơ hội để cho Đà Nẵng Dragons khai thác tối đa khả năng phòng ngự, áp đảo thầy trò huấn luyện viên Kevin Jerkus ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Chúng ta thường biết đến một cụm từ đó là playoff mode, và ngày hôm nay là cơ hội để cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam làm một điều gì đó thể hiện mình rõ hơn để mang về một tấm vé đi tiếp tại vòng phân loại thực nghiệm này. Tất nhiên là Đà Nẵng Dragons sẽ không để cho điều đó diễn ra dễ dàng. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận đấu đầu tiên trong loạt trận 3 trận giữa Đà Nẵng Dragons và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi là Bình Lương Đức Nguyễn và người đồng hành với tôi ngày hôm nay là anh Tiến Long.
kiểm tra, hoàn thiện và tăng cường công tác phòng dịch thuộc quy trình tổ chức giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải VBA Pro by Nova World Phan Thiết với sự đối đầu giữa hai đội, đội tuyển bóng rổ quốc gia và đội chủ nhà Đà Nẵng Dragon. Và ngay lúc này xin được giới thiệu đội hình ra sân của đội khách đội tuyển bóng rổ quốc gia. Number 2, Huy Trang Nguyễn. Number 3, Trần Khoa Đăng. Number 7, Dư Minh An. Number 12, Dương Dương Justin. Number 66, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Number 4, Huỳnh Thanh Tâm. Number 13, Nguyễn Anh Kiệt. Number 14, Lê Ngọc Tú. Number 15, Sơn Minh Tâm. Number 23, Đinh Thanh Tâm. Number 34, Phạm Đức Kiên. Number 98, Vũ Đức Thái. Ban huấn luyện đội tuyển bóng rổ quốc gia xin giới thiệu Mr. Kevin Jerkus and Mr. Lê Trần Minh Nghĩa. Và tiếp theo sau đây xin được chào đón đội chủ nhà and start the fight from Đà Nẵng Dragon. Number 3, Michael Soy. Number 8, Tô Hoàng Trung. Number 9, Akeem Scott. Number 38, Christopher William Carter. Number 98, Triệu Hán Minh. Number 0, Trần Xuân Hoài Bảo. Number 1, Phan Ánh Minh. Number 2, Nguyễn Văn Thành. Number 5, Mai Phước Thịnh. Number 27, Lâm Quang Sáng. Number 29, Dương Đức Trí. Number 33, Võ Thái Cường. Và xin giới thiệu ban huấn luyện đội Đà Nẵng Dragon, Mr. Phan Thanh Cảnh, Mr. Nguyễn Tuấn Tú Stephen. Và ngay bây giờ xin được trân trọng giới thiệu tổ trọng tài của trận đấu ngày hôm nay, Mr. Celeste John Lester, Mr. Nguyễn Lâm Khoa and Mr. Lê Trường Giang. Và xin mời tất cả chúng ta cùng hai đội đứng lên và hướng quốc kỳ để tiến hành làm lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please stand up and sing the national anthem. Quốc ca. Trong trận đấu đầu tiên của hai đội bóng tại mùa giải năm nay thì Đà Nẵng Dragon đã vượt qua đội tuyển quốc gia Việt Nam với tỷ số 97-71. Và ngày hôm nay, đội hình ra sân của đội bóng chủ nhà gồm có cầu thủ mang áo số 3 Michael Soy, số 8 Tô Quang Trung, số 9 Akeem Scott, số 38 Chris Carter và cầu thủ mang áo số 98 lão tướng Triệu Hán Minh. Trong khi đó thì đã có sự thay đổi đến từ đội tuyển bóng rổ Việt Nam, số 2 Nguyễn Minh Tôn, số 7 Dương Minh An, số 3 Trần Đăng Khoa, số 12 Justin Dân và số 66 là Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Và như vậy là trong danh sách sử dụng trong đường ra sân của ông Kevin Kurtz vẫn chưa có sự xuất hiện của Đinh Thanh Tâm, ngôi sao bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam đã nghỉ quá lâu vì một chấn thương vai. Vâng, và thay vào đó thì hôm nay Trần Đăng Khoa đã được trở lại đội hình thi đấu. Ở lượt trận gần nhất thì anh đã vào sân từ ghế dự bị, nhưng khi là trận thực nghiệm phân loại này đến thì ông Kevin Kurtz đã quyết định đưa cầu thủ gốc Việt này vào đội hình xuất phát để ra sân ngay từ đầu. Đây là trận đấu thứ 3 trong loạt trận phân hạng thử nghiệm của VBA. Trong hai trận đấu trước thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã để thất bại trước Hà Nội Buffalo với tỷ số 67-71 và Thăng Long Warriors vượt qua Nathaniel Finn với tỷ số 94-67. Đây là huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh, vị thuyền trưởng của Đà Nẵng Dragons. Đội bóng đã có phong độ rất cao khi giành chiến thắng cả 3 trong 4 trận đấu gần nhất. Còn trên màn ảnh của chúng ta đang là huấn luyện viên Kevin Jerkus.
thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại VBA 2021. Michael Soy, người xuất hiện trên màn hình, sẽ có một sự cuộc đối đầu rất thú vị với Trần Đăng Khoa. Trần Đăng Khoa mới chỉ thi đấu một trận duy nhất tại VBM này, và đó là trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia gặp các cầu thủ Cantor Catfish. Và trong trận đấu đó thì Trần Đăng Khoa cũng đã có cho mình 15 điểm. Một sự khởi đầu không tồi dành cho cầu thủ Việt Kiều này tại VBA. Và trận đấu giữa hai đội Đà Nẵng Dragon và tuyển quốc gia Việt Nam được bắt đầu bằng một đợt tấn công dành cho đội bóng áo trắng. Đây là Minh Tôn. Minh Tôn đang chơi tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu mùa giải. Anh đã được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc trận đấu 2 lần tại VBM này. Một cú móc rổ không thành công của Justin Young. Bài chạy đã cho Justin Young đầy đủ khoảng trống để có thể đột phá. Tuy nhiên tình huống reverse layup của Justin là không tốt. Kim Scott đối diện với Minh Tôn, và đó là một tình huống ném rổ không tốt của Kim, nhưng vẫn là các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã có khoảng trống và ngay lập tức có một tình huống ném rổ, nhưng đáng tiếc đó lại là một cú ném airball của lão tướng mang áo số 9 bên phía đội bóng chủ nhà. Hôm nay Kim đang có một khởi đầu không tốt, ít nhất là trong khoảng 40 giây vừa qua, khi tình huống lên rổ đầu tiên của anh thì bóng đã đi đến cạnh bảng, còn pha bóng vừa rồi thì quả 3 điểm của Kim đã đi airball. Minh Tôn, Trần Đăng Khoa, Trần Đăng Khoa và Tô Quang Trung được kích ra cho Justin Young rất thoải mái để thực hiện một pha lên rổ khi Justin dễ dàng vượt qua được Triệu Hán Minh. Sự có mặt của Trần Đăng Khoa ở trong đội hình xuất phát sẽ mang đến một cú hích rất lớn dành cho đội tuyển Việt Nam. Và vừa rồi thì Khoa Trần đã đóng góp rất lớn vào tình huống đột phá thành công của Justin. Mặc dù nhận được sự truy cản rất sát đến từ vị trí của Dương Minh An, nhưng với khả năng xoay sở và phút tốt, Triệu Minh đã mang về 2 điểm đầu tiên cho đội bóng chủ nhà. Quả ném 3 của Dương Minh An đã không đi vào rổ. Ném 3 không phải là thế mạnh của đội tuyển Việt Nam, trong khi đó nó lại là một điểm mạnh rất lớn của Đà Nẵng Dragons. Đội bóng đang đứng thứ 2 toàn VBA về tổng số quả 3 điểm thành công. Và chúng ta cũng không thể quên được cái tên Michael Soy, hiện tại anh có tỷ lệ ném 3 điểm lên tới 46%. Tình huống ném 3 điểm thứ 2 bị airball của Đà Nẵng Dragons, và người vừa dứt điểm là Chris Carter. Minh Tôn đường kích ra cho Justin. Lại một lần nữa Justin sử dụng cơ thể để lên rổ, nhưng lần này bóng đã đi không chính xác. Chris Carter không chọn được vị trí tốt trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên anh đã có một pha recover rất tốt để cố gắng ngăn cản được tình huống lên rổ của Justin. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang muốn đánh khá nhiều vào vị trí của Justin Young, nơi mà mismatch của anh đó chính là Chris Carter. Nhưng vừa rồi thì Carter đã bị phạm luật chạy bước. Trong những tình huống tấn công đầu tiên thì chúng ta đang thấy được Đà Nẵng Dragons ưu tiên sử dụng cơ bắp, khởi đầu vào một tình huống post up của Akim, và trong tình huống vừa rồi là Chris Carter. Tuy nhiên cả hai tình huống này đều không thực sự hiệu quả. Đã không có một tình huống extra pass dành cho Minh Tôn ở góc corner, và cú ném không chất lượng của Khoa Trần. Michael Soy cú ném rất nhanh. Bóng được trả lại cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Justin, Dương Minh An, Trần Đăng Khoa. Shot clock khoảng 10 giây, Khoa Trần quyết định thực hiện cú ném thứ hai, và lần này thì tỷ lệ chính xác đã cao hơn rất nhiều rồi. Trần Đăng Khoa đang có được cảm giác dứt điểm rất tốt và rất có thể nó được nối dài từ lượt trận trước. Trận đấu mà Trần Đăng Khoa đã ghi được 15 điểm với tỷ lệ field goal khá cao. Michael Soyce. Lại là một tình huống lên rổ của Đà Nẵng Dragon. Và lại là một pha bóng airball của Michael Soyce. Đó là một tình huống lên rổ khó của Michael Soyce khi ở góc không độ thì một shooter của Đà Nẵng Dragons đã chống chạy. Tuy nhiên chúng ta không có được một đường chuyền thực sự chính xác đến từ Michael Soy, thay vào đó là anh đã quyết định dứt điểm. Minh Tôn, một cú step back ra ngoài vạch 3 điểm, bóng đi hơi mạnh một chút, và đây là Triệu Hán Minh. Kim Scott sẽ cần phải điều khiển nhịp độ các đồng đội để có được những tình huống tấn công hiệu quả hơn. Thêm một tình huống lên rổ trượt nữa của Kim. Một đường chuyền phản công nhanh nhưng bóng đi chưa thực sự như ý.
sẽ là một tiếng phát biến tiếp theo dành cho các cầu thủ áo trắng. Dành lời khen cho Tô Quang Trung, cầu thủ năm nay tuy đã không còn nhỏ tuổi nữa nhưng anh đã có một tình huống thi đấu cực kỳ nỗ lực để lao về phòng thủ tình huống vừa rồi. Trung bình mỗi trận đấu thì thầy Tô cũng có hơn một tình huống cướp bóng, tình huống steal trong những phút tham gia. Và ở cú ném thứ ba vừa rồi của Trần Đăng Khoa thì bóng đi quá thiếu chính xác. Các cầu thủ Việt Nam đang ném ba rất nhiều. Trong khi đó thì Đà Nẵng Dragons thiên vào việc đánh ở cận rổ. Với việc chỉ có Justin dường như có khả năng tranh chấp bằng thể hình ở khu vực 3 giây thì có lẽ ném 3 đang là phương án tối ưu nhất dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lỗi cá nhân thuộc về Trần Đăng Khoa. Cầu thủ ở lượt trận trước đã gặp phải foul trouble. Akim Scott đột phá và ném trung bình. Vẫn chưa có điểm dành cho Akim. Vừa rồi là tình huống dứt điểm thứ tư của Akim Scott trong trận đấu này. Nhưng ngược lại bên phía đội tuyển quốc gia thì Trần Đăng Khoa đã có điểm số thứ 5. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang tấn công không tốt và họ phòng thủ cũng rất thiếu hiệu quả khi tình huống vừa rồi Trần Đăng Khoa đã có một tình huống lên rổ quá trống trải và không gặp bất kỳ khó khăn nào. Triệu Hoán Minh, bóng lại được dành cho Chris Carter. Sẽ là một trận đấu rất vất vả cho Justin Young. Và vừa rồi thì Carter đã mang về điểm số thứ 6 dành cho đội bóng Đà Nẵng Dragons. Đây là Trần Đăng Khoa hit check rất nhanh. Nhưng lần này thì quả 3 điểm của Khoa Trần đã không đi vào rổ rồi. Vừa rồi là tình huống mang về điểm số thứ 4 chứ không phải điểm thứ 6 của Carter. Đây là Triệu Hoán Minh. Lại là Chris Carter và lại là một tình huống xoay sở ở khu vực 3 giây. Nhưng lần này thì bóng đã đi thiếu lực rồi. Để tấn công dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Dương Minh An. Một đường chuyền hơi khó của Dương Minh An dành cho Phú Vinh. Lỗi cá nhân thứ 2 dành cho Trần Đăng Khoa. Lần khi mà tôi vừa nhắc đến việc Khoa Trần gặp foul trouble thì bây giờ nó đã xuất hiện ở trong trận đấu này. Và vừa rồi thì Khoa Trần cũng đã ra dấu hiệu cho ông Kevinicus là anh muốn tiếp tục thi đấu. Và vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đã yêu cầu anh cần phải đánh bình tĩnh lại. Thật khó để bảo vệ Khoa trong tình huống vừa rồi khi anh rõ ràng đã có một tình huống cản người. Và các trọng tài đã không bỏ qua. Một bàn đánh hay của Đà Nẵng Dragons khi đã xuất hiện một điều mismatch rất lớn dành cho Carter. Và người theo kèm Carter trong tình huống đó chỉ là Trần Đăng Khoa mà thôi. Đà Nẵng đang bắt đầu có được sự hiệu quả từ những tình huống tấn công của mình. Hôm nay cùng chờ xem là đội tuyển Việt Nam có làm được điều tương tự hay không. Nguyễn Đình Phú Vinh, Phú Vinh quyết định có một tiếng floater. Đây là Dư Minh An. Bóng lại được trả cho Phú Bình khi người theo kèm anh là Triệu Hoán Minh đã có tiếng còi thổi luật chạy bước dành cho cầu thủ cao 2m của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vừa rồi là một tình huống phòng thủ rất kinh nghiệm đến từ Triệu Hoán Minh. Phú Vinh đã tìm một điểm tựa từ Hoán Minh, nhưng Hoán Minh đã giữ khoảng cách vừa đủ với trung phong bên phía tuyển Việt Nam và ép cho Phú Vinh phải phạm luật chạy bước. Carter và một lần nữa đối đầu với Justin Young. Và lần này lại là 2 điểm cho Carter. Có lẽ bài toán này hơi khó dành cho Justin. Từ đầu trận đấu đến giờ thì Akim vẫn chưa có bất kỳ dấu ấn nào. Tuy nhiên Chris Carter đang làm tất cả những gì có thể. Trong khi đó thì người làm tất cả những gì có thể ở bên phía đội tuyển Việt Nam lại là Trần Đăng Khoa, người đã ghi được 7 điểm tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì anh Việt Nam cũng không nên quên rằng Khoa Trần cũng đã 2 lỗi cá nhân rồi. Sẽ rất khó khăn cho cầu thủ này ở khả năng phòng ngự của mình trong những phút sắp tới của hiệp đấu đầu tiên. Một tiếng cướp bóng tốt của Minh Tồn, 2-2 đã vượt qua được Kim Scott nhưng bóng đi hơi xa so với tầm kiểm soát của Minh Tồn và phát bóng lên cho Đà Nẵng Dragons. Hai tình huống phòng ngự đầy kinh nghiệm đến từ hai cầu thủ lớn tuổi là Akim và Tô Quang Trung. Trước đó chúng ta phải dành lời khen cho Nguyễn Minh Tồn, người đang dẫn đầu về chỉ số cướp bóng trung bình mỗi trận. Kim Scott. Một tình huống lên rổ tưởng như rất đơn giản của Michael Soy nhưng anh lại
không có một cảm giác tốt, nhưng không sao cả, đã có Chris Carter sau đó thực hiện một tình huống second chance ghi hai điểm tiếp theo dành cho Đà Nẵng Dragons. Rồi đã có một chút lưỡng lự khi anh có ý định chuyền bóng cho Carter, và đây là lời đáp trả rất hay đến từ Justin Young. Chỉ cần một tình huống pick and roll đơn giản thì Justin Young đã có được mismatch cho mình trong tình huống tấn công vừa rồi. Akeem Scott, Akeem vẫn chưa có bất kỳ điểm số nào sau 4 cú ném. Một chiến thuật rất rõ ràng và được thực hiện một cách cực kỳ chuẩn chỉ của Đà Nẵng Dragon. Và vừa rồi tiếp tục là một tình huống N1 dành cho Chris Carter. Có thể nói là Carter đang cày điểm một cách cực kỳ dễ dàng, bởi vì ở trong khu vực dưới rổ hiện tại không có bất kỳ cầu thủ nào có thể ngăn cản được Carter, và anh đã ghi đến điểm số thứ 10. Rõ ràng có thể Justin không phải là một cầu thủ có khả năng ghi được đột biến về mặt điểm số, nhưng nhìn về danh sách đội hình của quốc gia Việt Nam thì Justin đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, bởi vì có lẽ chỉ có Justin Young có thể đánh được 1-1 với một cầu thủ ngoại quốc mà thôi. Nhưng ở trận đấu này thì Justin cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Du Minh An rất may mắn, bóng vẫn thuộc quyền của sát thủ đội tuyển Việt Nam, và tình huống 3 điểm của Minh Tôn. Đó là một đường kiến tạo rất hay đến từ Trần Đăng Khoa, và Minh Tôn đã đáp trả một cách hoàn hảo với quả 3 điểm thành công. Có vẻ như đây là một góc sở trường của Minh Tôn, khi trong thời gian khởi động trước trận đấu này tôi đã thấy Minh Tôn thực hiện khoảng 10 cho đến 12 tình huống ném 3 điểm liên tiếp ở góc đó và đều thành công. Bây giờ thì Akeem vẫn đang đi tìm điểm số đầu tiên của mình và anh vẫn chưa thành công. Trần Đăng Khoa, Justin đã không di chuyển vào trong tình huống vừa rồi, nhưng vẫn có 2 điểm cho cầu thủ mặc áo số 12. Một bài đánh pick and roll đã đưa Chris Carter rời xa khu vực 3 giây, và cứ như vậy Justin đánh thẳng vào trong và anh không cần quan tâm ai là người phòng thủ cả. Một tình huống ghi điểm dễ dàng dành cho Dương Vĩnh Luân. Chris Carter không có một cầu thủ nào hiệp sai trong tình huống vừa rồi, nhưng đã có một tình huống thủ tốt của Justin, nhưng tốt thôi cũng là chưa đủ với một đôi tay đang đầy cảm giác của Carter. Carter đã ghi 13 trên tổng cộng 15 điểm của Đà Nẵng Dragons tính đến thời điểm này của hiệp 1. Và hiệp 1 cũng chỉ còn khoảng 1 phút nữa là sẽ kết thúc. Đã có khoảng trống cho Justin. Tình huống tiếp bị đằng sau của Minh Tôn, bóng vẫn không đi vào rổ. Akeem Scott, có vẻ như Akeem Scott đã khát điểm ở tình huống tấn công vừa rồi. Và phản công nhanh bây giờ có lẽ là khả năng mang về điểm số cao nhất. Không có lỗi, Minh Tôn vừa muốn tận dụng một tình huống rebound để ghi điểm nhưng anh đã không thành công. Triệu Hoán Minh một cú ném xa. Đợt tấn công cuối cùng dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, và Trần Đăng Khoa đã chủ động đánh chậm lại. Cách biệt giữa shot clock và game clock là dưới 1 giây. Vì thế sau tình huống dứt điểm này thì Đà Nẵng Dragon cũng sẽ không còn nhiều cơ hội để dứt điểm nữa. 10 giây. Đó là một cú đánh thẳng của Trần Đăng Khoa và anh đã thành công. Và kết thúc hiệp đấu thứ nhất, tỷ số tạm thời đang là một chút lợi thế dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với tỷ số là 18 và 17, Trần Đăng Khoa chính là nguồn cảm hứng dành cho đội tuyển Việt Nam ở trong hiệp thi đấu đầu tiên này.
ta hãy cùng trở lại với những diễn biến của hiệp đấu thứ hai, là trận thực nghiệm phân hạng giữa Đà Nẵng Dragons và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và như vậy là cả hai đội bóng đã giữ nguyên đội hình xuất phát để bắt đầu hiệp đấu thứ hai này. Một tình huống khá lập bập của Chris Carter và phát bóng lên dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chris Carter vừa rồi đã có ý định, theo tôi là câu lỗi khi nhìn thấy Trần Đăng Khoa áp sát. Tuy nhiên chính anh cũng đã không kiểm soát được quả bóng và để cho bóng ra biên. Turnover thứ 3 của Đà Nẵng Dragons kể từ đầu trận. Dương Minh An, Trần Đăng Khoa. Khoa Trần đang có 9 điểm. Vẫn là Trần Đăng Khoa. Bóng may mắn đến được đôi bàn tay của Phú Vinh và cú ném 3 của Justin Young. Cả hai pha ném 3 của Justin trong trận đấu này đều không đi chính xác. Vừa rồi thì ông Kevin Yerkes đã tỏ ra không hài lòng với cái học trò khi Trần Đăng Khoa đã có ý định đánh cá nhân. Lại một tình huống turnover của Chris Carter. Và lần này người chiến thắng trong pha đối đầu là Justin Young. Chris Carter cần phải thi đấu dứt khoát hơn vì anh có thừa lợi thế nếu so với đối thủ. Nếu Carter còn thi đấu theo phong cách dè chừng giống như hai pha bóng vừa rồi thì nó sẽ là anh tự làm mất đi lợi thế của mình. Một đường chuyền khó của Khoa Trần đã có khoảng trống cho Minh Tồn và đây là Justin. Justin sau 2 tiếng ném trượt anh đã không có đủ tự tin để ném rổ nữa rồi. Bóng vẫn còn. Và đây là Triệu Hoán Minh. Tú Quang Trung. 4-3. Tú Quang Trung quyết định dứt điểm từ vạch 3 điểm và điều đó mang lại lợi thế dẫn trước cho Đà Nẵng Dragons. Tú Quang Trung đã từ chối một đường chuyền dành cho Kim. Nhưng anh cũng tự chứng tỏ rằng đôi tay của anh sẽ có thể mang về điểm số trong tình huống vừa rồi. Đường ném 3 vừa rồi đã cho thấy một đợt tấn công khá bế tắc của đội tuyển quốc gia. Chúng ta đang thấy được hai tình huống tấn công liên tiếp mà các cầu thủ đội tuyển quốc gia đã quyết định thi đấu cá nhân. Khác với hình ảnh trong hiệp 1 khi họ có những bài chạy cũng như là những miếng đánh khá hiệu quả thì bây giờ các học trò của huấn luyện viên Kevin Yerkes đang có dấu hiệu đánh quá cá nhân, không phối hợp với các đồng đội. Tú Quang Trung lại là một tình huống ném xa. Lần này bóng đi airball rồi. Dương Minh An, Đức Kiên. Đường chuyền ra cho Justin Young và Eurostep ghi 2 điểm cho cầu thủ áo số 12. Chris Carter đã có ý định lấy lỗi tấn công, nhưng Justin, một cầu thủ có sự kéo léo và kỹ thuật rất cao, đã không để cho điều đó xảy ra. Một cú ném midrange của Michael Soy trong hiệp 1 cũng đã có một tình huống lên rổ airball. Cho tới thời điểm này thì Michael Soy vẫn chưa ghi được điểm nào, hình ảnh mà chúng ta không thường thấy ở những trận đấu gần đây của Đà Nẵng Dragons. Trần Đăng Khoa thì lại đang rất cháy cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Điểm số thứ 12 dành cho Trần Đăng Khoa, anh ghi hơn một nửa số điểm của đội tuyển quốc gia tính tới thời điểm này. Khi trong những trận đấu thuộc vòng thử nghiệm đầu tiên, đội tuyển quốc gia Việt Nam thiếu vắng đi Trần Đăng Khoa và không có sự xuất hiện của Tâm Đình bởi chấn thương, vấn đề ghi điểm là một vấn đề rất đau đầu với đội tuyển quốc gia. Và giờ đây thì có vẻ như nó đã được giải quyết khá ổn thỏa với sự trở lại của Khoa Trần. Eurostep của Carter nhưng đã bị Đức Kiên bắt bài. Vừa rồi là một tình huống mắc sai lầm đến từ Đức Kiên khi chân của anh đã ở ngoài biên, nhưng mà tay của anh thì lại chạm bóng. Bóng sẽ trở lại với các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Cố Quang Trung đã có khoảng trống cho Michael Soy. Nhưng Michael Soy vẫn chưa tìm được đôi bàn tay nóng vốn có của mình. Eurostep, đó là một tình huống step back. Bóng tiếp tục dành cho Đà Nẵng Dragons. Việc rebound vẫn đang là một vấn đề trong 3 pha bóng gần nhất của đội tuyển Việt Nam.
thêm một đợt tấn công dành cho Đà Nẵng Dragons và shot clock sẽ còn 14 giây. Vũ Quang Trung, một tiếng close out khá rát của Đức Kiên. Vẫn thuộc về Đà Nẵng Dragons. Đó là tình huống phát bóng thứ tư liên tiếp của các cầu thủ áo đen. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang gặp vấn đề trong khâu kiểm soát bóng cũng như là những tình huống rebound. Vừa rồi thì Trần Đăng Khoa đã có một tình huống trượt tay. Một tình huống chạy bài biên khá tốt của Đà Nẵng Dragons. Chỉ tiếc là Marco Soi chưa thực hiện thành công pha dứt điểm của mình. Nỗ lực phòng thủ rất hay đến từ Chris Carter. Tuy nhiên anh đã không may để bóng ra ngoài biên. Và bây giờ thì quyền kiểm soát bóng sẽ trở về với đội tuyển Việt Nam. Sau khoảng 1 phút thi đấu thì Đức Kiên đã bị rút ra. Rõ ràng Đức Kiên khi mới vào sân, anh chưa kịp bắt nhịp với trận đấu. Anh gặp rất nhiều những lỗi khiến cho đội bóng mất quyền kiểm soát bóng. Và tình huống vừa rồi cũng vậy, Đức Kiên cũng đã bị giật mình sau đường chuyền của người đồng đội. Hình ảnh thú vị khi cả hai đội đều sử dụng cùng một bài phát biên. Không có điểm dành cho Phú Vinh trong tình huống vừa rồi. Akin Scott. Akin mới chỉ có 2 điểm. Đây là một điều rất bất ngờ. Nhưng Chris Carter thì khác. Vừa rồi là điểm số thứ 15 của ngoại binh mang áo số 38 của Đà Nẵng Dragons. Tình huống đánh quá khó đến từ Trần Đăng Khoa. Và đây sẽ là Michael Soi đối đầu với Richard Nguyễn. Một tình huống lên rổ khó không cần thiết của Michael Soi. Richard Nguyễn đã đánh lừa được Michael Soi trong tình huống phòng ngự vừa rồi. Dương Minh An, cú ném xa của Dương Minh An đi rất thiếu chính xác. Đợt tấn công tiếp theo cho Đà Nẵng Dragons, Akim. Cú ném 3 của Michael Soi. Michael Soi đang gặp một chút vấn đề về mặt tâm lý khi dứt điểm trượt quá nhiều. Akim Scott nhận được sự yểm trợ của Carter. Mặc dù cầm một chút là bập nhưng Akim vẫn kiểm soát được bóng và có một pha bóng lên rổ để mang về điểm số thứ 24 cho Đà Nẵng Dragons. Vừa rồi thì huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đã có những chân tình với các trọng tài. Ông cho rằng Richard Nguyễn ở trong tình huống nỗ lực ngăn cản Michael Soi ghi điểm đã có một hành động vi phạm luật. Và bây giờ thì Nguyễn Minh Tồn đang được các trọng tài nhắc nhở. Trong những tình huống đối thủ lên rổ, nếu chúng ta có, nếu những người phòng thủ có những thái độ phát ra những tiếng động lớn hoặc ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ đối phương sẽ bị thổi lỗi kỹ thuật. Và có thể Minh Tồn trong tình huống đó đã có một hành động nào tương tự khiến cho ông Phan Thanh Cảnh đã có những ý kiến trọng tài. Tính đến thời điểm này thì đội tuyển Việt Nam đang được dẫn đầu bởi Trần Đăng Khoa. Trong khi đó thì Đà Nẵng Dragons vẫn dựa hoàn toàn vào khả năng ghi điểm của Chris Carter, tận dụng tối đa thể hình của cầu thủ này. Mỗi khi Đà Nẵng gặp khó thì bóng sẽ đến tay Carter để ghi điểm. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam thì họ vẫn đang thiếu đi một chút gì đó sự mượt mà cũng như mạch lạc trong tấn công. Trận đấu Carter có nhiều điểm nhất là trận đấu với Hà Nội Buffalo với 22 điểm. Và nếu cứ như thi đấu trong những phút vừa qua thì rất có thể Carter sẽ có một career high của mình tại VBA năm nay. Và chúng ta cùng trở lại với những diễn biến của hiệp thứ hai. Đây là Trần Đăng Khoa. Justin. Tiếng còi cất lên. Lỗi đẩy người của Tô Quang Trung. Đó là một tình huống kê tay của Tô Quang Trung vào lưng của Phú Vinh khi mà trung phòng của tuyển Việt Nam đang bật nhảy. Đó sẽ là lỗi cá nhân thứ hai của Tô Quang Trung. Rất đáng tiếc, đường chuyền của Justin là quá mạnh. Triệu Hán Minh Eurostep mà đã có một tình huống phạm lỗi và thậm chí sẽ có 2 điểm cho Dư Minh An. Và người phạm lỗi không phải ai khác, lại một lần nữa là cái tên Trần Đăng Khoa. Chúng ta sẽ cần phải chờ xem trọng tài xác định ai là người phạm lỗi. Và người phạm lỗi trong tình huống vừa rồi là Dư Minh An, khi anh đã có tác động vào đầu của Triệu Hán Minh. Hai người đồng đội tại đội tuyển bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện cho nhau sự tôn trọng sau pha bóng vừa rồi.
Rất may mắn là đã không có chấn thương nghiêm trọng dành cho lão tướng mang áo số 98. Bây giờ thì Hán Minh sẽ có cơ hội hoàn tất tình huống triple play nếu như anh thực hiện thành công quả đánh phạt này. Và điểm số thứ 27 dành cho Đà Nẵng Dragons. Đà Nẵng Dragons đã tạo được khoảng cách 4 điểm dẫn trước đội tuyển quốc gia. Đây cũng là cách biệt lớn nhất mà họ tạo ra được tính đến thời điểm này của trận đấu. Một cú xuyên bóng tốt của các cầu thủ áo trắng. Trần Đăng Khoa, cú ném ba thứ hai liên tiếp của các cầu thủ Việt Nam. Một tiếng hốt sổ của Minh Tôn. Step back và ném ba. Và lần này thì đã có 3 điểm dành cho các cầu thủ áo trắng. Đáng khen cho Minh Tôn khi anh đã thi đấu cực kỳ nỗ lực để lấy offensive rebound. Sau đó chính anh cũng ghi điểm second chance với một quả 3 điểm thành công. Triệu Hoán Minh chuyền ra dành cho một cầu thủ mới được tung vào sân, đó là cầu thủ mang áo số 33 Võ Thái Cường. Rất nhiều khó khăn khi mà Justin Young đã quyết định bật nhảy rồi mới chuyền bóng. Khi mà cầu thủ Đà Nẵng Dragons phòng ngự kín kẽ thì đó là một turnover chắc chắn dành cho Dương Vĩnh Luân. Chỉ tiếc rằng ở trong pha bóng vừa rồi thì Dương Vĩnh Luân đã không được nhìn thấy một tình huống lên rổ khi mà Chris Carter đã chọn vị trí sai. Akin Scott, Võ Thái Cường vẫn chưa có điểm cho cầu thủ mang áo số 33 nhưng đã có một tình huống tip in đi hai điểm tiếp theo dành cho Chris Carter. Thậm chí trong tình huống vừa rồi thì Carter chân còn không rời khỏi mặt đất và có một cái phẩy tay cực kỳ cảm giác để mang về điểm số. Lại một pha bóng đánh khó của Trần Đăng Khoa phản công nhanh cho Đà Nẵng Dragons. Không có một tình huống ném rổ cho Dư Minh An, xin lỗi bạn Triệu Hoán Minh, nhưng lại có một pha kiến tạo dành cho lão tướng này bởi Carter đã rất chính xác ở tình huống dứt điểm tiếp theo. Đặc biệt bây giờ hiện đang là 5 điểm. Cú ném xa tiếp theo của Minh Tôn. Akin Scott một tốc độ rất cao nhưng đã bị chặn lại bởi Minh Tôn. 2-1, đường truyền cho Dư Minh An và 2 điểm chắc chắn là như vậy dành cho chàng trai mang số 7. Vừa rồi thì chúng ta đã thấy một cú block rất đẹp mắt đến từ Nguyễn Minh Tôn, người đã dành trọn thời gian đi theo phía sau Akin Scott để tung ra một cú block có thể gọi là hoàn hảo. Và trong tình huống quay chậm vừa rồi chúng ta cũng đã thấy một nụ cười sau khi mà A-Kim bị Minh Tôn block. Có lẽ A-Kim đã quá tập trung vào những gì ở phía trước và không để ý được rằng Minh Tôn đã theo rất sát ở phía sau. Và khép lại cú block đó thì đội tuyển Việt Nam cũng có một tình huống phản công nhanh ấn tượng. Màn phối hợp đẹp mắt đến từ Trần Đăng Khoa và Dương Minh An. Ở trong hiệp đấu này thì chúng ta thấy ít đi những tình huống Chris Carter đối đầu trực tiếp với Justin Young. Và phần lớn đến từ việc Justin đang làm rất tốt việc không cho Chris Carter nhận bóng ngay từ đầu. Ngày hôm nay thì vũ khí mạnh nhất của Đà Nẵng Dragons vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Họ mới chỉ có một tình huống ném 3 điểm thành công của Tô Quang Trung và đạt tỷ lệ ném 3 rất thấp, cực kỳ thấp, đó là 9%, 1/11 tình huống. Ném 11 quả nhưng chỉ vào một quả. Và người trên màn ảnh của chúng ta là Michael Soy, người đã trượt cả 3 quả 3 điểm của anh trong trận đấu này. Và tính đến thời điểm này thì Soy vẫn chưa có điểm nào. Tổng cộng tất cả những tình huống dứt điểm của Michael Soy đã lên tới con số 9. Có lên rổ, có midrange, có những tình huống 3 điểm. Nhưng rõ ràng ngày hôm nay chưa phải là khoảng thời gian Michael Soy có thể tỏa sáng. Michael Soy, một tình huống cố ghi điểm để giải tỏa tâm lý của Michael Soy và anh đã làm được điều đó. Tình huống lên rổ khó mang về điểm số khi Michael Soy đã vượt qua hai cầu thủ cao nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Một pha thi đấu rất nỗ lực của Justin nhưng anh đã không thể chiến thắng được ba cái bóng đen. Kim đã có một tình huống cướp bóng rất hay. Một tình huống lỡ đánh tay của cầu thủ mang áo số 12.
Chris Carter vẫn đang hoạt động rất tích cực ở trong khu vực cận rộ, và vừa rồi thì Justin đã mắc sai lầm khi có một tình huống phạm lỗi với ngoại binh bên phía Đà Nẵng Dragons, một tình huống phạm lỗi không thực sự cần thiết. Vậy là trong những phút thi đấu chưa thực hiện sự hiệu quả vừa qua hiệp 2 thì Khoa Trần đã rút ra và Tú Cú Bì được tung vào sân. Với lối chơi thì hai cầu thủ này có lối chơi khá tương đồng. Kim Scott, Chris Carter, một tiếng ném xa tiếp theo của Đà Nẵng Dragons và đã có tình huống ném 3 điểm thành công thứ hai dành cho đội bóng này. Cuối cùng thì Kim cũng đã thông nồng, đặc biệt là từ bên ngoài vòng 3 điểm sau khi anh đã ném trượt cả 3 quả trước đó. Minh Tôn, vẫn là Minh Tôn, đường truyền vào trong lại quá thấp. Phản công nhanh cho Đà Nẵng Dragons, Chris Carter thực sự là rất khó cho Duy Minh An có thể thực hiện những tình huống phòng ngự khi phải đối diện với Carter trong tình huống như vừa rồi. Trọng tài xác định đó sẽ là một tình huống N1 dành cho Carter. Đúng như anh Đức nói thì Duy Minh An không thể làm gì khác trong pha bóng vừa rồi. Có đến 3 cái bóng áo trắng đứng giữa Carter và bảng rổ. Tuy nhiên Carter vẫn vượt qua được và thậm chí anh còn câu được một lỗi. Với việc Chris Carter đang ghi được rất nhiều điểm số ở bên trong khu vực 3 giây, khoảng trống sẽ được mở ra đối với những tay ném của Đà Nẵng Dragons ở vòng ngoài. Nếu như họ tận dụng tốt thì họ sẽ có thể chiếm được thế chủ động bằng những tình huống 3 điểm thành công. Trong một thoáng chốc thì cách biệt giữa hai đội bây giờ đã là 10 điểm khi Đà Nẵng Dragons có chuỗi điểm 7-0. Cú ném xa của Phú Vinh, tiếng bật nhảy rất ấn tượng của Tú Cô Bì, và đã có một tiếng còi thổi tranh bóng dành cho các cầu thủ hai bên. Sẽ còn 11 giây trên shot clock và theo luật phát bóng luân phiên thì đội tuyển Việt Nam sẽ là đội kiểm soát bóng trong tình huống này. Đường chuyền hơi mạnh của Justin cho Tú Cú Bì, phản công nhanh cho Đà Nẵng Dragons. Khả năng để mất điểm trong tình huống này của đội tuyển quốc gia Việt Nam là rất lớn, và đúng như vậy, Hà Kim đã có một tình huống lên rổ tay trái. Những turnover đang bắt đầu đến nhiều hơn, đặc biệt là với đội tuyển Việt Nam khi những bài đánh của họ đang có dấu hiệu bế tắc. Ông Kevin Jacobson đang muốn đánh vào mismatch của Phú Vinh, nhưng Phú Vinh vẫn phải nhận được sự chăm sóc rất kỹ từ phía sau bởi Chris Carter trong những tiếng xoay sở của mình. Đó là một tình huống step through rất hay của Phú Vinh, tuy nhiên cái lắc cổ tay cuối cùng của anh lại hơi thiếu cảm giác một chút. Minh Tôn, Phú Vinh, Dương Minh An nhận được sự hiểm trợ của Phú Vinh và thực hiện cú ném 3 điểm. Đã có một tình huống N1 dành cho Phú Vinh sau một pha tip in. Trọng tài xác định người phạm lỗi là Tô Quang Trung. Đây sẽ là lỗi cá nhân thứ 3 của thầy Tô ở trong trận đấu này. Cú tiếp in theo phong cách như là chơi bóng chuyền vậy thưa anh Đức. Vâng, đó là một tình huống chuyền hai trong bóng chuyền của anh Việt Long. Và trong tình huống đó thì lợi thế chiều cao và sự bất lợi ngược lại bên phía đối thủ, đó là Tô Quang Trung đã khiến cho cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons đã bị thổi lỗi. Michael Soyce, Michael Soyce mới chỉ có cảm giác ở những tình huống lên rổ mà thôi. Nguyễn Minh Tồn chuyển kích ra cho Phú Vinh và tiếp tục là một cú ném xa của Phú Vinh. Bóng như thế nào, vẫn là các cầu thủ áo trắng. Justin Eurostep lên rổ tay trái và hai điểm tiếp theo cho đội tuyển quốc gia. Justin Young đã nhận thấy được việc Chris Carter ở bên ngoài vòng 3 điểm. Và bây giờ thì
Đà Nẵng Dragons sẽ cố gắng có một đường tấn công nhanh. Còn 8 giây trên shot clock và Akin Scott quyết định ném ngay. Và 10 giây còn lại của hiệp thi đấu thứ hai sẽ thuộc về đội tuyển quốc gia. Justin. Một cú ném khó của Justin. Thực sự đó là một cú ném sẽ mang lại tỷ lệ thành công cực kỳ thấp khi mà Justin đã mất trụ và người Anh đã bay ở trên không rồi. Vâng, và khép lại hai hiệp thi đấu thì hiện tại Đà Nẵng Dragons đã vươn lên dẫn trước. Họ đang tạm dẫn trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số là 40-32 sau hai hiệp thi đấu đầu tiên. Thank you.
Một sự chênh lệch đang bắt đầu được xuất hiện sau hiệp thi đấu thứ hai kết thúc giữa Đà Nẵng Dragon và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragon đang dẫn trước với một khoảng cách theo tôi là khá an toàn. Vâng, là họ đã bước vào hiệp thi đấu thứ hai với tư thế là của một kẻ bám đuổi. Tuy nhiên bây giờ thì Đà Nẵng Dragons đã vươn lên dẫn trước và tất cả đều nhờ một hiệp hai thi đấu bùng nổ, đặc biệt là trong khâu phòng ngự. Trên màn ảnh chúng ta đang là những thông số của hai thi đấu đầu tiên, và nổi bật nhất trong số này có lẽ là số turnover của đội tuyển Việt Nam và số steal của các thủ Đà Nẵng Dragons. Tính tới thời điểm này thì Đà Nẵng Dragons đã có 6 steal và 6 tình huống đó đến từ những pha bóng mà đội tuyển Việt Nam mắc lỗi. Họ có những đường truyền tương đối lập bập, bên cạnh đó là những tình huống hớ hênh để cho những cầu thủ như là Akeem Scott hay là Chris Carter bắt bài, có được bóng và có những đường phản công nhanh cực kỳ hiệu quả. Ngày hôm nay thì theo tôi đã có một chút may mắn dành cho đội bóng Đà Nẵng Dragon khi mà đối thủ của họ là đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bởi vì những cầu thủ hàng ngoài, những Akeem Scott, những Michael Soy chưa thực sự để lại ấn tượng ở những tình huống 3 điểm. Hiện tại tỷ lệ 3 điểm của đội bóng này chỉ rơi được khoảng 14%, nhưng họ đang chiếm lợi thế hoàn toàn ở khu 3 giây khi mà Justin Young đang cảm thấy rất vất vả khi phải theo kèm Chris Carter. Và ngày hôm nay thì Carter đã có cho mình tới 21 điểm và chỉ cần 1 điểm nữa thôi là anh có thể săn. Chúng ta đang là hình ảnh của Chris Carter và Justin Young. Carter vượt trội hơn hẳn so với Justin vì ở hàng công thì Carter gần như không có đối thủ. Justin đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí là anh có sự trợ giúp của các đồng đội. Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn cản được một Carter thi đấu cực kỳ linh hoạt. Và đặc biệt là hôm nay anh đang có một tỷ lệ ghi điểm ở dưới cần rổ rất cao, lên đến 83%, 10 trên 12 field goal. Và có một điều đáng chú ý là trong hai đấu đã qua thì cả 4 tình huống để mất bóng của Chris Carter, đó chính là toàn bộ số lần mất bóng của đội bóng Đà Nẵng Dragon. Chúng ta thấy là hai đầu cảm giác diễn biến rất nhanh, bởi vì chúng ta gặp rất ít lỗi cá nhân và rất ít những tình huống để mất bóng. Và đây là một điểm tôi đánh giá là ngày hôm nay Đà Nẵng Dragon đã làm rất tốt ở những đợt tấn công của mình. Tuy vậy theo tôi nghĩ là về phía đội tuyển Việt Nam, họ cần phải có một sự thay đổi ở cả mặt trận phòng ngự lẫn mặt trận tấn công. Đầu tiên họ cần giữ vững được hệ thống phòng ngự 3 điểm của mình để cho Michael Soy hoặc Akeem Scott tiếp tục gặp những cảm giác, những vấn đề về vạch 3 điểm. Và điều quan trọng nhất là họ làm cách nào để có thể ngăn cản Chris Carter không ghi quá nhiều điểm trong trận đấu này, bởi vì họ đang để cho cầu thủ này dường như là hầu hết tình huống ghi điểm họ đều là những tình huống 1-1 với Justin Young. Cần phải có sự hỗ trợ nhiều hơn dành cho cầu thủ mang áo số 12. Còn có lẽ trên hàng công tôi sẽ nhường lời cho anh Việt Long. Vâng, trên hàng công thì tính tới thời điểm hiện tại, Trần Đăng Khoa và Justin đang là hai cầu thủ ghi được lần lượt 10 và 12 điểm, dẫn đầu bên phía đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên phần lớn những tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam đều đến từ những nỗ lực cá nhân. Họ vẫn đang chưa có những bài đánh thực sự sắc nét, và khi chạy bài có được những tình huống wide open thì những tay ném của họ lại dứt điểm không thành công. Và đi kèm với đó thì đội tuyển Việt Nam vẫn đang mắc quá nhiều turnover. Có lẽ là vì họ phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân, họ không có những bài chạy, họ không xác định được đồng đội của mình đang ở đâu để chuyền bóng, và dẫn đến những tình huống bị bắt bài rất dễ dàng, mang đến những cú steal có thể gọi là cực kỳ ngon ăn dành cho Carter hay là Akeem Scott, những cầu thủ có những đôi tay rất là nhanh nhẹn. Tôi nghĩ một điều này một phần đến bởi vì các cầu thủ Đà Nẵng Dragon đang kiểm soát rất tốt trước tình trạng ở khu 3 giây và khiến cho những cầu thủ hàng ngoài tự tin hơn ở trong những tình huống phòng ngự của mình. Và chắc chắn nếu bóng được chuyền vào trong cho Justin thì cầu thủ này rất khó để có thể đánh được những tình huống 1-1 với Chris Carter như mà anh đã phải chịu khi mà mình phòng ngự với cầu thủ trung phong của đội bóng Đà Nẵng Dragon. Và tôi nghĩ là các cầu thủ Việt Nam cần có một chút tự tin ở vạch 3 điểm để cho
những tình huống bóng ở bên trong dành cho rất năng trở nên dễ dàng hơn. Đã có một số thời điểm đội tuyển Việt Nam kéo được Chris Carter rời xa khỏi khu vực 3 giây và đó có lẽ là bài toán có lẽ là một chiến thuật tốt nhất mà đội tuyển Việt Nam có thể áp dụng ở trong phần còn lại của trận đấu, vì tính tới thời điểm này khi mà Carter và Akin Scott vẫn còn ở khu vực cận rổ thì họ sẽ bắt buộc phải ném xa và những tình huống đánh cận rổ sẽ không còn hiệu quả nữa. Và hy vọng rằng huấn luyện viên Kevin Jacobs sẽ mang đến những sự điều chỉnh, đặc biệt là ở trong hiệp thi đấu thứ ba, một hiệp thi đấu có thể coi là bản lề của trận đấu này khi mà Đà Nẵng Dragons đang bị dẫn trước. Xin lỗi quý vị, đội tuyển Việt Nam đang bị dẫn trước với cách biệt là 8 điểm rồi. Vâng, mà chúng ta đã vừa trải qua hai thi đấu theo đánh giá cá nhân của tôi là có lượng chất lượng chuyên môn rất cao. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những diễn biến chính của hai thi đấu cuối cùng. We'll be right back.
chúng ta hãy cùng trở lại với hiệp thi đấu thứ 3, trận đấu giữa Đà Nẵng Dragons và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tính đến thời điểm này thì Đà Nẵng Dragons đang tạm dẫn trước với cách biệt là 8 điểm. Và Đà Nẵng Dragons sẽ là đội bóng được thực hiện đợt tấn công đầu tiên ở hiệp 3 này. Đấy, Kim Scott. Bóng được chuyền cho Carter. Và lại một tiếng ISO của Carter vào vị trí của Justin Young. Và Chris Carter chính thức có được carrier 2 của mình tại VBA với điểm số thứ 23. Đây là một hình ảnh mà Justin đã quá ngán ngẩm ở trong hai hiệp thi đấu đầu tiên. Và nếu như không có sự thay đổi nào trong chiến thuật phòng ngự thì cầu thủ mang áo số 12 sẽ còn phải rất vất vả ở khâu phòng ngự nữa. Nhưng vừa rồi thì Justin đã có một tình huống đáp trả. Đây là Kim Scott. Michael Soyes kích ra cho Triệu Hoán Mình. Một tiếng floater đi rất thiếu chính xác. Cả hai tình huống liên tiếp của Đà Nẵng Dragons, bóng bay từ bên này sang bên kia. Một pha phòng ngự tốt đến từ Justin Young để ngăn cản nỗ lực ghi điểm của Chris Carter. Nhưng tiếc rằng sau đó thì đội tuyển Việt Nam lại dính turnover. Đường turnover vừa rồi xuất phát từ một đường kích ra không thực sự chính xác của Dương Minh An. Nếu đội tuyển Việt Nam muốn giành chiến thắng, họ cần phải tấn công khởi sắc hơn nữa. Trọng tài xác định đã có lỗi tấn công đến từ một cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons và nó là Chris Carter. Tình huống phạm lỗi ở xa bóng. Và khi Kim Scott lên rổ rất thoải mái thì trọng tài đã cất còi, vì thế sẽ không có điểm dành cho Kim. Chris Carter vẫn là cầu thủ duy nhất của Đà Nẵng Dragons có chỉ số turnover. Dương Minh An lại là một đường kích ra, bóng đến tay của Trần Đăng Khoa. 3 điểm may mắn dành cho Khoa Trần. Cảm giác của Khoa Trần trong trận đấu này vẫn đang được duy trì. Anh có được 15 điểm tính đến thời điểm này. Mặc dù đã có những thời điểm Khoa Trần hơi bị cuốn vào lối chơi ISO, đánh những tình huống rất khó, nhưng có lẽ Khoa Trần vẫn là cầu thủ mà ông Kibinikos tốt nhất ở thời điểm này có khả năng ghi điểm tốt. Vừa rồi thì ngay lập tức Akin Scott đã có một pha đáp trả. Một tiếng 3 điểm tương tự với Khoa Trần. Lại là Trần Đăng Khoa, một tiếng hit check thành công. Đội bên đang trao đổi những quả 3 điểm. Và Trần Đăng Khoa đang tạm thời dẫn trước cuộc đua nhỏ nhỏ này với tỷ số là 2-1. Nhưng AQ Scott chỉ thực hiện một tình huống lên rổ mà thôi. Nhưng sau tình huống vừa rồi thì điều mà các cầu thủ Việt Nam không thực sự mong muốn đó là việc Trần Đăng Khoa đã ôm mặt nằm trên sân. Trần Đăng Khoa có vẻ như đã nhận một cái cùi chỏ khá vô tình đến từ Akim. Vâng, và cũng tôi xin phép rút lại là không biết là có vô tình hay không, nhưng đó là một tình huống vùng cùi chỏ của Akim đối với Trần Đăng Khoa. Rất may là có vẻ như Trần Đăng Khoa sẽ có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng vì bác sĩ đã vào sân và Trần Đăng Khoa sẽ phải được rút ra ngoài. Tú Cô Bì sẽ có những giây thi đấu ít ỏi vì chắc chắn là Trần Đăng Khoa sẽ trở lại sân ngay tình huống bóng chết tiếp theo. Ở hiệp thi đấu thứ hai thì Ngọc Tú cũng đã có khoảng thời gian thay thế Trần Đăng Khoa, nhưng rõ ràng những gì mà Tú Cô Bì để lại không có quá nhiều ấn tượng. Minh Tôn, Phú Vinh, cú ném xa của Lê Ngọc Tú, bóng đi rất thiếu chính xác. Michael Soyes, Kim Scott, bóng được trả cho Chris Carter, vẫn là bàn đánh quen thuộc. Michael Soyes, một tình huống swing bóng rất mượt mà của Đà Nẵng Dragons và pha 3 điểm dành cho Triệu Hoán Minh. Ngay khi Chris Carter nhận bóng ở khu vực post thì đội tuyển Việt Nam đã double team và nó dẫn đến một tình huống luân chuyển bóng cực kỳ đẹp mắt vì ở ngoài thì đã 3-4 rồi. Chris Carter, Justin Young đã chủ động bỏ, nhưng điều đó dường như đã
khiến cho Carter gặp một chút tâm lý bởi tình huống lên rổ dễ quá. Một pha bóng đang khiến cho bản thân Carter cảm thấy không hài lòng về bản thân. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội vàng để đưa Đà Nẵng Dragons vượt lên dẫn trước với cách biệt 12 điểm, cũng là cách biệt lớn nhất ở trong trận đấu này. Và Khoa Trần đã trở lại sân. Cô Bì Tú chỉ vào sân được ít giây và đã ngay lập tức được rút ra ngoài. Một hình ảnh trái ngược khi anh đã từng có những trận đấu chơi rất nhiều. Một tiếng chạy bài rất tốt của các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta sẽ cần phải nhìn thấy những pha chạy bài như thế này nhiều hơn để có được những tình huống dứt điểm thực sự chống chạy dành cho đội bóng áo trắng. Kim Scott. Michael Choi vẫn chưa tìm được tình huống 3 điểm đầu tiên của mình trong trận đấu này. Cú ném xa của Kim Scott và bóng nằm gọn trong tay của Justin. Phản công cho đội tuyển Việt Nam. Trần Đăng Khoa sau khi thấy Chris Carter đã quay ra và nhường bóng cho Justin. Justin nên lên rổ trong tình huống vừa rồi. Shot clock còn 10 giây. Trần Đăng Khoa quyết định lên rổ và đây là một quyết định mang lại hai điểm số rất chính xác của Trần Đăng Khoa. Bây giờ thì Michael Soy đang có dấu hiệu bị đau khi anh di chuyển rất tập tễnh lên khu vực sân trên. Các cầu thủ Việt Nam đang thi đấu tốt hơn với những bài đánh tấn công mượt mà hơn ở trong hiệp thi đấu thứ ba này. Rất khó cho các cầu thủ phòng ngự đội tuyển quốc gia, bóng vẫn trong cuộc. Một tình huống phòng ngự khá tốt của Justin nhưng không thể ngăn cản được Chris Carter gia tăng điểm số của mình. Bản thân Justin Young cũng không dám phòng thủ quá rác vì anh vẫn sợ mắc lỗi cá nhân. Phú Vinh, một tiếng long thru của Phú Vinh. Đó chỉ là một tiếng 2 điểm mà thôi, chính xác là như vậy. Và nó đến từ một tình huống phòng ngự rất hay của Justin Young trước đó, khi anh đã ngăn cản đường truyền của Triệu Hán Minh trước khi tìm ra người đồng đội Nguyễn Huỳnh Phú Vinh chống chải ở bên ngoài vòng 3 điểm. Ta đang cùng được xem lại những tình huống ghi điểm rất dễ dàng của Chris Carter. Bên cạnh đó là Justin. Khoa Trần cũng đã có 2 pha 3 điểm trong ít phút đã qua của đấu thứ 3. Hiện tại thì cầu thủ Trần Đăng Khoa của đội tuyển quốc gia đã có 20 điểm. Tỷ lệ field goal của Trần Đăng Khoa cũng rất ấn tượng với 8 trên 13. Anh dứt điểm thành công với tỷ lệ 100% ở cự ly 2 điểm. Trong khi đó ở những tình huống ném 3, anh có hiệu suất là 4 trên 9. Hiện tại thì mùa giải năm nay, cầu thủ có nhiều điểm nhất trong trận đấu của tuyển quốc gia Việt Nam là Richard Nguyễn với con số 32 điểm. Đã có những sự khởi sắc nhất định đến từ đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ họ sẽ cần phải duy trì được sự hưng phấn này để tiếp tục rút ngắn cách biệt. Hiện tại đang là 6 điểm tạm nghiêng về Đà Nẵng Dragons. Michael Soyce. Chris Carter. Một đường kích ra dành cho Chris Carter và cú ném ở một tư thế cực khó của Carter phản công cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trần Đăng Khoa, tiếng còi cất lên, sẽ có 2 tình huống ném phạt dành cho cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước đó thì Chris Carter đã có một tình huống dứt điểm mà tôi đánh giá là rất hoang dại. Có vẻ như anh cảm nhận được va chạm đến từ Justin và đã có ý định câu lỗi. Nhưng Justin trong tình huống đó đã đứng yên và giơ tay thẳng, vì thế đó chắc chắn không phải là một tình huống phạm lỗi. Những cái lắc hồng rất quen thuộc của Mr. Wiggle.
hai pha ném phạt đều đi không chính xác. Một tình huống để mất điểm khá đáng tiếc của Trần Đăng Khoa. Tô Quang Trung, Triệu Hoán Minh bóng tìm đến vị trí của Chris Carter. Một cú luân chuyển rất quen thuộc của Đà Nẵng Dragons. Nhưng cuối cùng thì Minh Tồn đã có một tiếng rebound rất tốt. Dương Minh An, Nguyễn Đình Phú Bình, Minh Tồn, một cú ném 3 điểm của Minh Tồn, bóng lắc rổ đi ra ngoài, khá đáng tiếc cho Minh Tồn. Akin Scott, Chris Carter lên sân trên rất từ từ. Tú Quang Trung, một tình huống tấn công rất rườm rà của Đà Nẵng Dragons. Michael Soy, Michael Soy vẫn chưa có từng 3 điểm nào. Trong tất cả các trận đấu đã qua thì trận đấu nào Michael Soy đều thực hiện ít nhất 3 tình huống 3 điểm thành công. Phong độ cực kỳ ấn tượng của Michael Soy nhưng nó đang không được thể hiện ở trong trận đấu này. Một tình huống floater thiếu đi sự chính xác của Justin. Justin đã bị mất thăng bằng, vì thế cái lắc cổ tay của anh cũng không thực sự tốt nữa. Và đây sẽ là lỗi cá nhân tiếp theo của Trần Đăng Khoa. Và Trần Đăng Khoa đang tỏ ra rất không đồng tình với quyết định của trọng tài. Chúng ta cùng xem tình huống này. Lỗi cá nhân thứ 3 của Trần Đăng Khoa. Và pha quay chậm vừa rồi đã cho thấy tình huống phạm lỗi của cầu thủ này. Bây giờ thì Khoa vẫn đang tỏ ra rất bất bình. Triệu Hoán Minh, Kim Scott, ngay khi có bóng thì Kim ngay lập tức đã bị double team. Tua Trung đã đánh lừa được hai cầu thủ áo trắng, nhưng chỉ tiếc là cú ném của anh không chính xác mà thôi. Vì vậy thì Carter vẫn đang tỏ ra quá mạnh ở vạch 3 giây. Sẽ là lỗi cá nhân thứ 4 của Tô Quang Trung. Tình huống lấy lỗi tấn công không tốt đến từ thầy Tô. Và một lần nữa thì ông Phan Thanh Cảnh buộc phải rút một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của ông ra ngoài. Vừa rồi đã là lỗi cá nhân thứ 4 của Tô Quang Trung rồi. Và chúng ta sẽ phải đợi đến hiệp 4 thì mới có thể tiếp tục được những chứng kiến những bước chạy của thầy Tô trong trận đấu này. Điểm số đầu tiên dành cho Dương Minh An đến từ hai pha ném phạt. Không có bất kỳ một sai lầm nào sau hai pha ném phạt của Dương Minh An. Michael Soyce, Kim Scott, Michael Soyce không thể vượt qua được Dương Minh An. Shot clock đang trôi về những giây cuối cùng. Một tiếng phòng ngự rất tốt của Dương Minh An, phản công cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy thì có quá nhiều cái bóng áo đen đã lùi về phòng ngự. Justin Young vượt qua được Chris Carter nhưng không vượt qua được vành rổ. Bóng được trả về cho Đà Nẵng Dragons. Michael Soy, Akeem Scott, 3-2. Không có đường kích ra và cũng không có điểm cho Đà Nẵng Dragons. Cơ hội dành cho Minh Tồn thì quá đơn giản rồi. Đội tuyển Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 4 điểm mà thôi. Họ đang có một hiệp đấu rất hay. Trong khi đó Đà Nẵng Dragons đã có dấu hiệu của sự bế tắc. Phương án Carter đang là phương án tối ưu nhất. Một cú nhảy ném của Akeem Scott không thành công. Đà Nẵng Dragons sẽ cần phải luân chuyển bóng nhiều hơn một chút thay vì những tình huống nỗ lực đánh cá nhân như vừa rồi. Trần Đăng Khoa vẫn còn cho các cầu thủ áo trắng. Shot clock còn 5 giây. Lại một tình huống nữa ISO của Khoa Trần và mang về 2 điểm tiếp theo. Khoảng cách điểm của hai đội bây giờ chỉ là con số 2 mà thôi.
Tâm Đình trên băng ghế dự bị tỏ ra rất hào hứng khi nhìn thấy các đồng đội của anh chơi tốt ở trong hiệp này. Marcus Soins. Đừng dẫn bóng vào trong khá bế tắc của Đà Nẵng Dragon và họ luôn phải có quyết định truyền ra. Và cả hai đợt tấn công vừa rồi thì Aiken Scott đều thực hiện những cú ném ở vạch 3 điểm ở tư thế rất khó. Và 3 điểm dành cho Richard Nhande, tuyển quốc gia vươn lên. Tỷ số hiện tại đang là 55-54. Đội tuyển Việt Nam đã hồi sinh cực kỳ mạnh mẽ khi họ ghi điểm số thứ 25 ở trong hiệp thi đấu này. Hán Minh lại là một cú ném xa, và lần này người thực hiện cú mid-range vừa rồi là Chris Carter, Trần Đăng Khoa. Đội tuyển Việt Nam sẽ muốn giữ bóng lại để đánh tình huống tấn công cuối cùng này, chỉ còn 8 giây mà thôi. Justin đã có khoảng trống cho Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, và Phú Vinh đã công làm phụ lòng đường chuyền của Justin Young để mang về điểm số thứ 58 dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sự hồi sinh quá mạnh mẽ đến từ thầy trò huấn luyện viên Kevin Jerkes. Trong khi đó, Đà Nẵng Dragons đã đánh mất chính mình. Khép lại hiệp thi đấu thứ 3, tỷ số đang là 58-54. Lợi thế 4 điểm nghiêng về National Team. Sự hồi sinh rất mạnh mẽ đến từ thầy trò huấn luyện viên Kevin Jerkes. Trong khi đó thì Đà Nẵng Dragons đã đánh mất chính mình. Và giờ đây khoảng cách điểm giữa hai đội bóng đang là con số 4, 58 dành cho đội tuyển quốc gia và 54 dành cho Đà Nẵng Dragons. Chúng ta cùng chờ xem các cầu thủ Đà Nẵng Dragons có thể lấy lại được trận đấu này về cho mình hay không. Justin đường chuyền tốt cho Phú Vinh, 2 điểm dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vừa rồi thì Chris Carter đã bị kéo ra khỏi khu vực 3 giây và Phú Vinh ngay lập tức có được mismatch của mình ở trong khu vực giữa rổ. Michael Soys, một cú ném xa của Michael Soys. Michael Soys vẫn chưa có một tiếng 3 điểm nào thành công trong trận đấu này, và bây giờ đã là hiệp đấu thứ 4 rồi. Michael Soy thi đấu hơn 30 phút và cho tới thời điểm này thì anh mới chỉ có vỏn vẹn 2 điểm đến từ một tình huống lên rổ thành công mà thôi. Lại là một tình huống có điểm cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, 62-54. Chuỗi lên điểm đang được kéo dài lên thành 10-0 dành cho thầy trò huấn luyện viên Kevin Jerkes. Chris Carter, mỗi khi bế tắc thì bóng luôn được dành cho cầu thủ ngoại binh này. Vẫn không có điểm. Những tình huống ném rổ, những tình huống gỡ bảng liên tiếp của Carter. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons muốn có một tình huống cất còi thổi phạt. Và bây giờ thì Trần Đăng Khoa đang rất xin bóng rất nhiều, nhưng mà các cầu thủ Việt Nam đã đánh chậm lại. Cú ném xa của Minh Tôn. Đây là Kim Scott. Triệu Hoán Minh
Michael Soy không có một tình huống ném 3 điểm mà sẽ chỉ có một tình huống phát điên dành cho Đà Nẵng Dragon mà thôi. Michael Soy đã bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt tâm lý khi ở trận đấu này anh vẫn chưa có một tình huống ném xa nào thành công cả. Michael Soy chịu hoán mình. Cú lên rổ chịu hoán mình. Vẫn đây là những tình huống thi đấu rất bế tắc đến từ đội bóng áo đen. Trong khi đó thì tất cả mọi thứ đều đang đi vào rổ dành cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống cho thấy sự cảm giác may mắn và cũng rất tinh tế của Trần Đăng Khoa. Bóng lên cho các cầu thủ áo trắng sau tình huống vừa rồi. Kim đã đòi một tình huống thổi phạm lỗi nhưng trọng tài thì nói là không. Justin đã có một tình huống phòng ngự tốt trong pha bóng vừa rồi. Trong khoảng 2 phút đã qua, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã có 6 điểm, trong khi đó Đà Nẵng Dragon vẫn chưa có bất kỳ một điểm số nào trong hiệp đấu cuối cùng này. Justin. Một tình huống crossover của Trần Đăng Khoa, bóng được kích ra nhưng vẫn đến tay của Justin và đã có lỗi của Kim Scott. Đội tuyển Việt Nam thi đấu dựa trên tinh thần và trong ít phút vừa qua, chuỗi lên điểm của họ đã kéo dài lên thành 12. Đây cùng xem lại tình huống này. Khi mà Justin đã có một tình huống chạy cắt vào rất kịp thời để nhận bóng và buộc Akim phải phạm lỗi. Nếu như tập bình trở lại thì có lẽ đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ còn nhiều lựa chọn hơn nữa ở những đường kích ra. Bây giờ những đường kích ra của Trần Đăng Khoa hầu hết bóng tìm đến vị trí của ưu tiên số 1 là Minh Tồn và sau đó đến những Phú Vinh. Nhưng khi tầm mình trở lại thì rất có thể những tình huống đánh như vậy sẽ mang tính sát thương cao rất nhiều. Giờ thì đội tuyển Việt Nam đã có đến 4 cầu thủ ghi trên 10 điểm. Cuối cùng thì Đà Nẵng Dragons cũng giải được cơn khát ghi điểm và nó đến từ Tô Quang Trung. Tình huống đến 3 điểm thành công thứ hai của thầy Tô trong trận đấu này. Nhưng đi kèm với Tô Quang Trung đang là một áp lực rất lớn, đó là lỗi cá nhân khi anh đã phạm 4 lỗi rồi. Dương Minh An một cú ném 3 đáp trả. Bóng đi thiếu một chút lực sau pha ra tay của Dương Minh An. Bây giờ tôi sẽ không bất ngờ nếu như Kim lựa chọn người dứt điểm là Tô Quang Trung để cầu thủ này có thể hit check. Chính xác là như vậy. Nhưng tình huống bóng này thì không gian đã được thu hẹp hơn rất nhiều so với cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó là Phú Vinh. Phú Vinh close out rất tốt và tầm bắn của Tô Quang Trung đã bị giảm rất nhiều. Trung đoàn của chúng ta là Trần Đăng Khoa, người bây giờ đã có 24 điểm. 4 cầu thủ ghi trên 10 điểm của đội tuyển Việt Nam bao gồm Khoa Trần, Justin Young, Nguyễn Minh Tôn và cuối cùng là Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Một đường chuyền tốt của Justin để phá bài trap của Đà Nẵng Dragons. Và đến thời điểm này thì Đà Nẵng Dragons mới biết quyết định, mới đưa ra quyết định là bắt người tan sân. Justin. Một cú ném khó của Justin. Đó là một cú ném để tránh shot clock. Kim Scott không có lỗi của Trần Đăng Khoa mà cú ném 3 tiếp theo của thầy Tô, bóng đi không chính xác. Chris Carter. Hôm nay Carter đã có một tình huống gỡ bảng đơn giản. Vâng, và bây giờ ở cuối sân chúng ta đang có một cầu thủ gặp chấn thương, đó là Nguyễn Minh Tôn. Có vẻ như cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam đã bị trục rút. Hôm nay là một ngày thi đấu không biết mệt mỏi của Minh Tôn. Anh hiện tại đã có được 11 điểm. Và Minh Tôn cùng với Dương Minh An và Justin Young đang là 3 cầu thủ thi đấu từ đầu đến cuối dành cho đội tuyển quốc gia. 33 phút và 26 giây tính tới thời điểm này. Một con số đầy bất ngờ là cho tới thời điểm hiện tại thì Minh Tôn đã có đến 13 rebound. Ta hãy cùng xem lại tình huống dẫn đến việc bị trục rút của Minh Tôn.
Hy vọng rằng nó chỉ là chuyện rút thôi và Minh Tôn sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng hơn. Người Anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất bên phía đội hình của huấn luyện viên Kevin Jerkes. Cách biệt bây giờ đang là 6 điểm và bóng sẽ thuộc về các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Mỗi đội còn 2 lần hội ý và mới chỉ phạm một lỗi đồng đội tính tới thời điểm này. Như vậy là Minh Tôn đã ngay lập tức được trở lại sân sau khoảng thời gian hội ý vừa rồi. Có vẻ như đó chỉ là một tình huống chuột rút mà thôi. Chúng ta thấy được trên chân của Minh Tôn là một đôi Kyrie Flytrap rất nổi bật và đẹp mắt. Zunian, Justin, Justin, Trần Đăng Khoa. Một cú ném xa tiếp theo của Trần Đăng Khoa. Bóng trở về với tầm kiểm soát của Akin Scott. Bây giờ thì Đà Nẵng Dragons sẽ là đội có được cơ hội để thu hẹp khoảng cách. Tô Quang Trung, đường truyền khá khó của hai cầu thủ Tô Quang Trung và Kim Scott đang đánh nhau. Lỗi cá nhân đến từ Kim khi mà anh có một tình huống va chạm với Nguyễn Huỳnh Phú Vinh trong nỗ lực cướp bóng. Vừa rồi là lỗi cá nhân thứ hai của lão tướng mang áo số 9 bên phía Đà Nẵng Dragons. Đà Nẵng Dragons đang thực hiện những bài đánh rất đơn giản với sự kết hợp của chỉ hai cầu thủ ở Kim và Tô Quang Trung, nhưng cho tới thời điểm này thì nó vẫn chưa thực sự hiệu quả. Trần Đăng Khoa đường truyền cho Phú Vinh, một cú floater bóng lập bập và rơi vào tay của Kim Scott. Tô Quang Trung, shot clock còn chưa đến 10 giây. Triệu Hoán Minh, Akin Scott một tiếng lên rổ và đã mang về 2 điểm tiếp theo dành cho Đà Nẵng Dragons. Sẽ cần nhiều hơn những tình huống đột phá như vừa rồi nếu như Đà Nẵng Dragons muốn khai thông thế bế tắc. Vì bây giờ nếu tin vào những quả 3 điểm thì họ sẽ gặp khả năng rất cao là không có kết quả tốt vì cảm giác ném xa của Đà Nẵng đang không hay. Dư Minh An đường truyền của Trần Đăng Khoa và 3 điểm dành cho Dư Minh An, một 3 điểm rất quan trọng vào thời điểm này. Cách biệt đã trở lại con số 7. Thời gian thi đấu vẫn còn khá nhiều, đó là 4 phút 30 giây. Tô Quang Trung vẫn là những đường truyền ở ngoài vòng cung 3 điểm. Kim Scott lại là một cú bao rổ. Đến tình huống dứt điểm thứ 3 thì Kim Scott mới có được sự thành công. Tỷ lệ field goal của Đà Nẵng Dragons đến thời điểm này là khá thấp. Họ chỉ có 35% field goal mà thôi. Tỷ lệ ném 3 thì còn thảm họa hơn với 18%, 5 trên 27. Trần Đăng Khoa, một cú đánh khó của Trần Đăng Khoa nhưng trọng tài đã thổi lỗi một cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons cho rằng họ đã đứng yên và giơ tay thẳng. Huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh cũng tỏ ra rất nóng trong pha bóng vừa rồi. Vâng, và có vẻ như là Richard Nguyễn đã không thể tiếp tục thi đấu khi chấn thương của anh một lần nữa đã tái phát. Sau khi chuột rút chân phải thì bây giờ Richard đã chuột rút cả chân trái. Những tình huống chuột rút sau khi hết chỉ mang lại cho chúng ta cảm giác tạm thời mà thôi. Nếu như cầu thủ vẫn tiếp tục cố gắng đun sức để thi đấu thì rất có thể nó sẽ trở thành một chấn thương khá nặng. Khoa Trần vừa có điểm số thứ 25. Số
thứ 26 dành cho Trần Đăng Khoa và hội ý cho huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Đà Nẵng Dragons vẫn đang bị dẫn trước với cách biệt là 7 điểm. Ở Kim Scott có một ngày thi đấu mờ nhạt. Nhưng nói về sự mờ nhạt thì Michael Soy còn mờ nhạt hơn khi anh mới chỉ có 2 điểm trong vòng hơn 36 phút thi đấu. Field goal chỉ đạt 1 trên 14 mà thôi. Những giây phút như này thì sẽ rất khó để cho ông Phan Thanh Cảnh có thể đặt niềm tin vào một cầu thủ không có cảm giác tốt trong trận đấu này như là Michael Soy. Và trong ít phút đã qua, chúng ta đều thấy rằng ở những đợt tấn công của Đà Nẵng Dragons thì hầu như bóng sẽ chỉ dành cho ba tay ném, đó là Akin Scott, Chris Carter và Tô Quang Trung mà thôi. Bây giờ người có tỷ lệ ném 3 điểm tốt nhất bên phía Đà Nẵng Dragons trong trận đấu này không phải là Tô Quang Trung mà đó là Triệu Hán Minh. Hán Minh ném rất ít, anh mới chỉ ném 2 quả và đã thành công 1 lần. Trong khi đó thầy Tô ném 8 vào 2, còn Michael Soy thì ném 6, không vào quả nào cả. Có lẽ vấn đề lớn nhất của Đà Nẵng Dragons vẫn đang là cách mà họ dứt điểm, vì đội bóng này turnover rất ít, nhưng tỷ lệ field goal quá thấp đã khiến cho họ không thể nào có được điểm số. Akin Scott còn cách còn 5 giây mà thôi, đã có khoảng trống nhưng đã không có pha dứt điểm của Tô Quang Trung, bắt buộc Akin Scott phải nhận bóng ném ngay. Đợt tấn công dành cho đội tuyển quốc gia. Một bài đánh sau time out không mang về điểm số là điều ông Phan Thanh Cảnh không hề muốn vào lúc này. Theo tôi đó là một tình huống khá lưỡng lự của Tô Quang Trung, khi mà anh đã có khoảng trống anh cần phải dứt điểm ngay. Trần Đăng Khoa, đường truyền khá màu mè của Trần Đăng Khoa nhưng Justin Young đã tận dụng một cách chuẩn xác. Cú behind the back vừa rồi của Khoa Trần đã đánh lừa cả hai cầu thủ Đà Nẵng Dragons đứng gần anh. Và cách biệt bây giờ là 9 điểm. Nhưng Chris Carter lại vừa để mất bóng một tình huống khá vô duyên. Anh đã không kiểm soát tốt được tình huống post-up của mình. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam đang nắm hoàn toàn thế chủ động. Thời gian thi đấu còn khoảng 2 phút 35 giây. Chris Carter đã ghi bàn thành công. Michael Soy, một cú ném deep three của Michael Soy. Hôm nay không phải là ngày của Michael Soy rồi. Thời gian cũng đã cạn kiệt và điểm số của Michael Soy vẫn đang chỉ dừng lại ở con số 2. Đáng lý ra Đà Nẵng Dragons và cá nhân Michael Soy cần phải chắc chiêu những cơ hội tấn công hơn, nhất là khi trận đấu đang trôi về những phút cuối. Shot clock đã gần hết. Thì nếu khó của Trần Đăng Khoa và tấn công cho Đà Nẵng Dragons ở Kim Scott, cơ hội tiếp tục được trao cho Michael Soy. Và cơ hội đó một lần nữa đã trôi đi sau cú ra tay của cầu thủ áo số 3. Vâng, và thêm một cầu thủ nữa của đội tuyển Việt Nam đã bị chuột rút, đó là Trần Đăng Khoa. Tân Đình đã chính thức nghỉ trận thứ 6 liên tiếp của mình tại VBM này kể từ trận đấu tuyển Việt Nam gặp các cầu thủ Saigon Heat sau cú va chạm của Tân Đình với Daquan Precis. Và báo đen Anh Kiệt đã được tung vào sân để thế chỗ cho Trần Đăng Khoa. Khác với những lượt trận thực nghiệm vòng đấu trước thì anh Kiệt bây giờ mới có những giây thi đấu đầu tiên, và anh chỉ vào sân sau khi trụ cột của đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương. Justin, tuyển Việt Nam đang tận dụng tối đa shot clock nhưng Tú Kobe đã có một tình huống turnover, sau đó khiến cho một cầu thủ bên phía đội tuyển quốc gia phạm lỗi. Vâng, đó sẽ là lỗi phản tinh thần thể thao của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, người đã có ý định ngăn cản pha phản công nhanh đến từ Đà Nẵng Dragons. Chúng ta đang được theo dõi là tình huống này. Và
Quỳnh đã có một pha phạm lỗi rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem các trọng tài sẽ quyết định như thế nào với tình huống thổi lỗi phản công thể thao vừa rồi của Phú Vinh. Huấn luyện viên Kevin Jurkus đang có những dặn dò với các học trò, đặc biệt là Lê Ngọc Tú, người trước đó đã có một tình huống đột phá không cần thiết. Trong khi đó ở khu vực kỹ thuật thì trọng tài John Lester và ông Lê Trương Giang đang theo dõi là tình huống. Sẽ có lỗi phản tinh thần thể thao dành cho Phú Vinh. Và sẽ có hai quả phạt dành cho Kim Scott. Bên cạnh đó là quyền kiểm soát bóng dành cho Đà Nẵng Dragons. Mọi cơ hội vào lúc này sẽ cần phải được chắc chiêu đến mức tối đa nếu như Đà Nẵng Dragons muốn thắng trong trận đấu này. Quả phạt đầu tiên mang với điểm số và một nụ hôn quen thuộc của Kim. Cả hai tình huống ném phạt đều thành công. Cách biệt bây giờ là 8 điểm. Xin lỗi, cách biệt bây giờ là 7 điểm. Và Đà Nẵng Dragons sẽ còn một lần hội ý. Thời gian thi đấu còn 1 phút và 29 giây. Cú ném xa của Kim Scott và mang lại điểm số thứ 3 dành cho Đà Nẵng Dragons. Và trận đấu vẫn còn sẽ rất hấp dẫn ở hơn 1 phút cuối cùng này. 5 điểm liên tiếp đến từ cá nhân của Kim. Nỗ lực tuyệt vời. Một cú block dành cho Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Akim. Bây giờ thì phản công nhanh dành cho Đà Nẵng Dragons. Không có điểm cho Akim sau tiếng lên rổ vừa rồi. Tiếng còi cất lên. Và trọng tài xác định đó là một tình huống phạm lỗi đến từ Akim. Trước đó chúng ta phải rất đáng trách một tình huống thi đấu không thực sự tập trung của Phú Vinh và anh hơi chủ quan. Rõ ràng là Phú Vinh đã có ý định úp rổ trong pha bóng vừa rồi, nhưng Kim lao về phòng ngự rất nhanh. Bây giờ trận đấu sẽ một lần nữa được tạm ngừng để các trọng tài theo dõi tình huống. Chúng ta hãy cùng theo lại cú block này của Kim dành cho Phú Vinh. Kim lao vào rất nhanh và đã có một cú block chuẩn xác. Đây là thứ rất nhiều cầu thủ cần phải học tập ở Kim Scott, một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Vừa rồi trọng tài John Lester xác định đã có lỗi kỹ thuật và người bị thổi phạt chính là Kim Scott. Sẽ là một lỗi kỹ thuật dành cho Kim và một lỗi cá nhân dành cho anh khi đã truy cản Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Bây giờ Trần Đăng Khoa là người được ông Kevin Jurkus lựa chọn để ném quả phạt kỹ thuật này. Không có điểm dành cho Khoa Trần. Và bây giờ thì đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội kéo giãn cách biệt. Bên cạnh đó họ cũng có cơ hội kéo dài thời gian nếu như họ kiểm soát tốt tình huống bóng này. Và Đà Nẵng Dragons đã tráp người toàn sân. Trần Đăng Khoa, Justin. Khoảng cách 4 điểm. Nếu như đợt tấn công này không có điểm cho đội tuyển quốc gia thì kịch bản của trận đấu sẽ còn rất thú vị. Và đúng như vậy, một tiếng bóng rổ không thành công của Trần Đăng Khoa. Akim Scott. Thời gian thi đấu đang còn 40 giây. Akim ném ba rất nhanh. Có 3 điểm dành cho Akim Scott và cách biệt bây giờ chỉ còn là 1 điểm mà thôi. Đây là sự khác biệt của một cầu thủ ngôi sao thời Việt Long. Hai pha 3 điểm liên tiếp của Akim đã mang trận đấu trở lại hấp dẫn hơn rất nhiều ở những giây cuối cùng này. Akim trong vỏn vẹn chưa đầy 1 phút đã có một cú block đối với Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Hai quả 3 điểm thành công. Trước đó anh còn có thêm hai tình huống ném phạt vào rổ đến từ lỗi phản tinh thần thể thao của chính Phú Vinh. Và bây giờ thì cách biệt của trận đấu chỉ còn là 1 điểm mà thôi, 38,3 giây. Vâng, chỉ một thoáng sơ hở và một chút thi đấu không tập trung của Phú Vinh thì mọi thứ đang rất khác dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Một kịch bản mà có lẽ chỉ ít giây trước thôi chúng ta không ai có thể nghĩ được. Một chuỗi lên điểm 8-0 dành cho Đà Nẵng Dragons, và hạt nhân của nó không ai khác, đó chính là Akeem Scott. Bây giờ Đà Nẵng Dragons sẽ cần phải có một tình huống phòng thủ tốt. Vì vậy thì khoảng cách một điểm sẽ khiến cho tình huống phòng ngự này của Đà Nẵng Dragons trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Thêm về lòng nếu như khoảng cách là 2 điểm hoặc là 3 điểm. Bây giờ Đà Nẵng Dragons sẽ cần phải hạn chế tối đa việc để cho đội tuyển Việt Nam ném bàn. Vì nếu như cách biệt lên thành 4 điểm thì đây sẽ là một two possession game. Sẽ cần phải có hai tình huống tấn công thì mới có thể quân bình được tỷ số. Trần Đăng Khoa để mất bóng, một tình huống turnover cực kỳ clutch của Trần Đăng Khoa, và cờ đã đến tay của Đà Nẵng Dragons. Akeem Scott, Tô Quang Trung, chắc chắn bóng sẽ trả về cho Akeem, bị block và để turnover khá đáng tiếc. Đó là một tình huống phòng thủ rất hay. Đầu tiên là một tình huống thủ hay đến từ đội tuyển quốc gia, sau đó đến từ Đà Nẵng Dragons, và bây giờ là một tình huống phòng thủ cực tốt đến từ đội tuyển quốc gia với người block là Trần Đăng Khoa. Anh đã sửa sai ở tình huống turnover trước đó một cách hoàn hảo, và bây giờ Đà Nẵng Dragons bắt buộc phải phạm lỗi vì thời gian đã không đứng về phía họ nữa rồi. Michael Soi không hề ngần ngại phạm lỗi với Trần Đăng Khoa. Và bây giờ thì Khoa Trần sẽ bước lên vạch ném phạt. Một cầu thủ có tỷ lệ ném phạt từ đầu trận đến giờ là không quá ấn tượng, chỉ là 2/5 mà thôi. Đã ném trượt quả đầu tiên. Đà Nẵng Dragons hiện vẫn còn một quyền hội ý. Thời gian thi đấu còn 16,3 giây. Và cả tình huống ném phạt thứ hai cũng vậy, ở kịch bản trận đấu vẫn đang được giữ nguyên. One point game dành cho đội tuyển quốc gia. Akeem Scott đã có một tình huống phạm lỗi đến từ các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, nhưng Akeem thì vẫn chưa được bước lên vạch ném phạt. Và bây giờ chúng ta sẽ có quyền gọi hội ý cuối cùng của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh. Chắc chắn là ông sẽ muốn vẽ một bài đánh thật tốt để các học trò có thể tận dụng được cơ hội này và ghi điểm. Trong hai đợt tấn công vừa qua thì tôi có một chút đáng tiếc dành cho Đà Nẵng Dragons, bởi các cầu thủ của Đà Nẵng Dragons đang tận dụng và dựa vào quá nhiều về Akeem Scott, và gần như một mình cầu thủ này có khả năng thực hiện những tình huống bóng, và điều đó sẽ việc các cầu thủ Việt Nam thường rất dễ ở tình huống phòng ngự để truy cản Akeem Scott. Bây giờ với tỷ số 72-71 và 5,5 giây, chúng ta sẽ cùng chờ xem ông Phan Thanh Cảnh lựa chọn ai là người dứt điểm trong pha bóng cuối cùng này. Ở mùa giải năm nay, chúng ta đã có một tình huống game winning buzzer beater đến từ Vincent Nguyễn, người mang về chiến thắng cho Hồ Chí Minh City Wings trước Cần Thơ Catfish. Và hãy cùng chờ xem liệu Đà Nẵng Dragons có thể làm được điều này hay không. Đội tuyển quốc gia hiện đã có 3 lỗi đồng đội và họ vẫn có thể phạm lỗi thêm một lần nữa để cắt thêm thời gian của Đà Nẵng Dragons, đồng thời phần nào đó biết được bài chạy mà huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh muốn các học trò của mình thực hiện. Chắc chắn đây sẽ là những điều mà ông Kevin Lucas dành cho những học trò của mình. Một tình huống phạm lỗi của Justin, và Justin hoàn toàn mãn nguyện với tiếng còi trọng tài dành cho mình. Vừa rồi nếu như phạm lỗi trễ một chút thôi thì Akeem đã có thể đưa bóng vào trong cho một Chris Carter hoàn toàn chống chạy ở dưới rổ. Nhưng chắc chắn phạm lỗi là điều đã có trong chủ đích của các cầu thủ Việt Nam. 4,1 giây. Chiến thắng hay thất bại sẽ nằm ở tình huống bóng quyết định này. Michael Soi thành công! Và ngay lập tức thì ông Kevin Jacobs đã có hội ý thưa anh Việt Long. Vâng, Michael Soi có thể im tiếng trong cả trận đấu này, nhưng anh đã có một tình huống lên tiếng không thể nào đúng lúc hơn.
quả 2 điểm rất khó, vấp phải sự chi cản rất lớn đến từ các đối thủ bên phía đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ áp lực sẽ quay ngược trở về. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Michael Soi đã phải đối đầu với cả Dương Minh An và Trần Đăng Khoa. Và cảm xúc là điều rất dễ hiểu khi mà Michael Soi gặp rất nhiều áp lực ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu chúng ta không thể nói là một trận đấu hay, và thậm chí là một trận đấu phong độ ổn định của Michael Soi. Một trận đấu phong độ khá tệ của Michael Soi, nhưng anh đã có một tình huống cực kỳ quan trọng và rất có thể tình huống này sẽ mang về chiến thắng và thậm chí là tấm vé đi tiếp dành cho Đà Nẵng Dragons ở vòng đấu này. Bây giờ điều các cầu thủ Đà Nẵng Dragons cần làm là họ phải phòng ngự thật tốt và đặc biệt là không được phép phạm lỗi. Bất kỳ sai lầm nào ở thời điểm này cũng sẽ dẫn đến sự khác biệt về mặt kết quả trong một series kéo dài 3 trận, thì các cầu thủ sẽ không có nhiều cơ hội để sửa sai. Chúng ta hãy cùng chờ xem đối với đội tuyển Việt Nam bây giờ họ sẽ sử dụng chiến thuật như thế nào. 5 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam gồm có Dương Minh An, Justin, Trần Đăng Khoa, Phú Vinh và Minh Tôn. Justin Young cần phải ném ngay, không thể thực hiện cú ném bởi đã có Akim Scott ở đó. Akim đã có một tiếng steal cực kỳ quan trọng. Vâng, Akim Scott đã tỏ ra rất hứng thú. Anh đã có một tình huống lấy chọn quả bóng từ trong tay của Justin Young. Một màn trình diễn rất quả cảm đến từ Đà Nẵng Dragons. Họ đã có thời điểm bị dẫn trước đến 10 điểm ngay trong hiệp 4. Tuy nhiên, rồng sông Hàn với sự dẫn đầu của Akim Scott và không thể bỏ qua tình huống mang về chiến thắng của Michael Soi đã có được chiến thắng với tỷ số là 73-72. Chúng ta vừa được xem lại tình huống cướp bóng thành công của Akim. Cảm xúc đang dâng trào ở trên sân. Và quý vị đừng rời khỏi màn hình, ngay sau đây sẽ là phần phỏng vấn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, không ai khác đó chính là Akim Scott. Vâng, một trận đấu với quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Và cuối cùng thì Đà Nẵng Dragons đã mang trận đấu trở lại với sự tỏa sáng của lão tướng Akim Scott như thường lệ, và chiến thắng 73-72 dành cho Đà Nẵng Dragons. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cuộc phỏng vấn với cầu thủ xuất sắc trong trận đấu, không phải ai khác đó chính là Akim Scott. Hey, what's up Akim? A great comeback from Dragon teams. Can you describe the moment you take an assist for Soi and your feeling when he made the winning shot? Yeah, first I just want to give God all the glory. Without him, we cannot do anything. With him, we could conquer all in front of us, and I truly believe that. So that play, man, that play, we love that play. That's one of our favorite ones. I mean, everybody scouts it, you know it, but it's still hard to stop it. And you know, I got to give credit to Soi, man. Like, Soi stuck at it. He didn't have the greatest game, but he kept fighting. He kept pushing through. And when he made that layup, I couldn't believe it. It was a tough layup.
I didn't know how he even got it to that angle, but he kept pushing through, man. And sometimes the basketball gods reward you when you fight through adversity. So how did you try in this game, especially in the final quarter? Say that last part again. How did you try in this game to make the great comeback? Hey, look, man, hats off to the national team. That's a really good team. They played great. Quad played amazing. They played with heart, and they played with fire. And this is what we're used to. Like, every game that we play is always a tough game. So we understand that teams don't go on runs, and we're going to go on our run. And they had a lot of runs today, and we just had the last run. So, man, we just keep pushing through, man. We keep pushing through the adversity, man, and that's what makes us tough to beat. So do you have confidence to sweep the national team in the second games? Say it again. Do you have confidence to sweep the national team in the second game? No. It's not about confidence to sweep them, man. We just got to take it day by day. We got to take it day by day, practice by practice, video session by video session. Those guys, we respect them. And I wouldn't be surprised if this series go to game three. So respect to them, and both teams going to just keep fighting, and let's just see what happens. So thank you, and hope you better luck next game. I appreciate you, man. Y'all know the rules, how before you eat. Vâng, vừa rồi chúng ta đã có một cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ với Kim Scott, cầu thủ đã mang về chiến thắng cho Đà Nẵng Dragons ngày hôm nay với những màn tỏa sáng ở những phút cuối cùng, những phút quyết định, từ việc anh đã có những điểm số liên tiếp ở vạch 3 điểm cũng như đường chuyền quyết định dành cho Michael Soy. Thì tôi đã hỏi anh rằng cái khoảnh khắc mà anh chuyền bóng cho Michael Soy, anh cảm thấy khi nào, khi mà Michael Soy đã thực hiện thành công cú ném rổ rất khó đó để mang về chiến thắng cho Đà Nẵng Dragons, thì Michael Soy nói rằng ngày hôm nay thì không phải là một trận đấu tốt của Michael Soy, tuy nhiên là anh hoàn toàn tin tưởng và luôn tin tưởng vào đồng đội của mình, và đó là lý do tại sao khi mà Michael Soy dứt điểm thì anh đã nghĩ ngay đến một chiến thắng và một pha dứt điểm thành công của Michael Soy. Và tiếp đến là anh nói đội tuyển Việt Nam là một đội bóng rất mạnh, họ thi đấu tốt, và đặc biệt ngày hôm nay họ đã di chuyển rất nhiều, họ đã chuyển bóng rất nhiều và mang lại rất nhiều những khó khăn cho Đà Nẵng Dragons, nhưng sau cùng thì Đà Nẵng Dragons vẫn mang về được một chiến thắng dành cho riêng mình. Và Kim Scott nói thêm là anh chưa thể nói trước điều gì cả, chúng ta cũng chưa thể nói trước là Đà Nẵng Dragons có thể vượt qua được đội tuyển quốc gia ở trận đấu cuối thứ hai hay không, để mang về một chiến thắng 2-0 hay không. Tất nhiên họ vẫn phải tập luyện và họ vẫn phải thi đấu nỗ lực nhất từng giây phút ở trên sân. Và vừa rồi chúng ta đã trải qua 4 lượt thi đấu cực kỳ căng thẳng giữa Đà Nẵng Dragons và đội tuyển quốc gia Việt Nam, một trận đấu quá hay, quá nhiều cảm xúc, và tôi tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn rất nhiều những trận đấu hay ở phía trước ở VBM này. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tình yêu là mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nó hơn cả đam mê khi mà bạn sẽ dành tất cả tình cảm và tâm trí để nghĩ về. Tình yêu mang lại sự quyết tâm, kể cả việc vượt qua được những nỗi đau thể xác, và cũng rất dễ dàng để lan tỏa cho nhau. Dù bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào, tình yêu giúp chúng ta lắng nghe được nhịp đập của trái tim. Tình yêu mang lại động lực để phá bỏ giới hạn của bản thân. Là cùng nhịp, là hết mình, là chia sẻ, là niềm vui, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả niềm tự hào. Với chúng tôi, bóng rổ là tất cả. Bóng rổ là tình yêu.